Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học địa lý lớp 10 của trang web bingclass.com. Trong bài học ngày hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu về vai trò và đặc điểm của công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các ngành công nghiệp với bài 32 Địa lý các ngành công nghiệp. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành công nghiệp năng lượng. Công nghiệp năng lượng là một trong những ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia. Nên sản xuất hiện đại chỉ phát triển được với sự tồn tại của cơ sở năng lượng nhất định. Vì vậy, năng lượng chính là tiền đề của tiến bộ khoa học và kỹ thuật. Ngành công nghiệp năng lượng thì bao gồm khai thác than, khai thác dầu và ngành công nghiệp điện lực. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành khai thác than. Các em cần phải nắm cho cô được một số vai trò chính của ngành khai thác than. Đầu tiên nó làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện và nhà máy luyện kim. Và các em có thể quan sát, đây chính là khoáng sản than và nó phục vụ cho công nghiệp nhiệt điện. Đây chính là hình ảnh về công ty nhiệt điện Phú Mỹ. Và vai trò thứ hai, nó là nguyên liệu quý cho công nghiệp hóa học và dược phẩm. Đó là về vai trò. Vậy thì về trữ lượng của than trên thế giới như thế nào? Ước tính có khoảng 13.000 tỷ tấn, trong đó thì 3 phần 4 là than đá, Tập trung chủ yếu ở các nước ở Bắc bán cầu như là Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Trung Quốc, Ba Lan, Cộng hòa Liên bang Đức hay là Australia. Về sản lượng và phân bố thì sản lượng than khai thác khoảng 5 tỷ tấn trên một năm và phân bố ở các nước có trữ lượng than lớn mà chúng ta vừa nhắc tới ở bên trên. Hiện nay thì có hai hình thức khai thác than chính, đó chính là khai thác lộ thiên và khai thác hầm lò. Vậy thì các em hãy cho cô biết ở nước ta than đá tập trung chủ yếu ở đâu? Chúc mừng các em đã hoàn thành được câu hỏi của cô. Và đó chính là ngành khai thác than. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về khai thác dầu. Đầu tiên, đó chính là về vai trò. Dầu chính là nhiên liệu quan trọng và được coi là vàng đen của nhiều quốc gia. Từ dầu mỏ có thể sản xuất ra nhiều loại hóa phẩm và dược phẩm. Các em có thể quan sát cho cô một số hình ảnh đầu tiên phải kể đến đó chính là tất da chân hàng triệu phụ nữ trên thế giới đi tất da chân vì tính tiện lợi và thời trang của sản phẩm này tuy nhiên thì rất ít người biết rằng tất da chân được sản xuất từ một chất dẻo được chế biến từ dầu mỏ chất dẻo này hay còn gọi là ni lông hiện nay ni lông được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống nhưng nó cũng là một trong những tác nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường ở trên trái đất tiếp theo là thuốc aspirin loại thuốc này có tác dụng chữa đau đầu sốt và giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ. Phần lớn aspirin được sản xuất từ benzen, một hydrocarbon được chiết xuất từ dầu mỏ. Ngoài ra thì các chất chiết xuất từ dầu mỏ được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực sản xuất các đồ dùng cho trẻ em, một trong những sản phẩm nổi bật đó chính là sáp màu. Mà sáp thì được chiết xuất từ dầu mỏ. Ngoài ra, sáp còn dùng để sản xuất nến và tăng độ bóng cho sô cô la. Tiếp theo đó chính là về chữ lượng khai thác dầu. Chữ lượng ước tính là khoảng 400 cho đến 500 tỷ tấn. Và chữ lượng chắc chắn là 140 tỷ tấn. Tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển như là ở Trung Đông, Bắc Phi, Liên bang Nga, Mỹ Latin, Trung Quốc. Về sản lượng và phân bố, sản lượng khai thác khoảng 3,8 tỷ tấn trên một năm và tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển. Các em có thể quan sát cho cô, đây là biểu đồ về năm quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới tính đến tháng 6 năm 2018. Đầu tiên, lớn nhất đó chính là Venezuela, tiếp theo đó chính là Ả Rập Xê Út, thứ ba là Canada, thứ tư là Iran và cuối cùng là Iraq. Chúng ta có thể thấy các nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới chủ yếu nằm ở khu vực Tây Nam Á đúng không nào? Đây chúng ta có thể quan sát, đây chính là khai thác dầu mỏ ở Iran. Vậy thì các em hãy cho cô biết ở Việt Nam thì có những mỏ dầu khí nào? Chúc mừng các em đã hoàn thành được câu hỏi của cô. Và ở Việt Nam phải kể đến đó chính là mỏ Rồng hoặc là mỏ Bạch Hổ. Đây là những mỏ dầu khí rất lớn ở nước ta. Cuối cùng đó chính là ngành công nghiệp điện lực. Về vai trò của ngành công nghiệp điện lực thì nó là cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đại, để đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật và đáp ứng đời sống văn hóa văn minh của con người. Về chữ lượng của công nghiệp điện lực, thì điện được sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau như là nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử, tua biên khí. Sau đây chúng ta hãy cùng quan sát một số hình ảnh. Đầu tiên đó chính là nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản, điện gió ở Hà Lan, nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ ở Việt Nam và đập Tam Điệp ở Trung Quốc. Và cuối cùng đó chính là sản lượng và phân bố công nghiệp điện lực. Sản lượng khoảng 15.000 tỷ kWh và chủ yếu thì phân bố ở các nước phát triển. Một số nước có sản lượng điện năng lớn trên thế giới phải kể đến đó chính là Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Liên bang Nga, Trung Quốc, Nhật Bản. Và đây cũng là những nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tìm hiểu xong về công nghiệp năng lượng. Một số ngành công nghiệp nữa chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài sau. Các em có thể tham khảo thêm các bài giảng của trang web binclass.com. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.